Cứ tới sinh sống là tài khoản tinh tinh 252 triệu. Muốn mua nhà lại được hỗ trợ thêm 126 triệu. Bà có muốn tới một thành phố như vậy để sống không? Hay nếu là người yêu thích thiên nhiên, bà có thể tới một thị trấn trên núi và nhận được tới 1 tỷ 500 triệu đồng. Trong khi giá nhà đất ngày càng tăng cao, khiến việc sở hữu nhà đô thị là điều xa xỉ, vẫn có những thành phố trên toàn cầu sẵn sàng mời gọi, chào đón người dân đến đó sinh sống mà chẳng mất chi phí gì, thậm chí còn có của ăn của để mang về. Song thủ tục là số dư tài khoản tăng chóng mặt. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Hiện tượng này không chỉ là một giải pháp tình thế cho các địa phương đang gặp khó khăn về dân số, mà còn mở ra những cơ hội mới cho những người muốn thay đổi cuộc sống, tìm kiếm một môi trường sống lý tưởng hơn. Vậy những thành phố hào phóng đó ở đâu? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và trước khi bước vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn giờ, vào nội dung chính thôi. Thứ nhất, những thành phố mới nổi ở Mỹ. Một trong những ví dụ điển hình của việc phố cần dân hơn là dân cần phố là Tulsa, thành phố lớn thứ 2 của tiểu bang Oklahoma và là thành phố lớn thứ 47 của Hoa Kỳ. Dân số ước tính năm 2009 là 389.625 người. Vùng đô thị Tulsa là 929.015 người. Thành phố này là quận lỵ của quận Tulsa, quận đông nhất ở Oklahoma. Với chương trình Tulsa Remote, thành phố này cung cấp 10.000 đô la tiền mặt, không gian làm việc miễn phí và hỗ trợ tìm nhà ở cho những người làm việc từ xa đủ điều kiện. Được biết rằng chính sách này đã thu hút nhiều người tham gia, bởi thành phố vốn nổi tiếng không chỉ bởi sự hỗ trợ tài chính hào phóng, mà còn nhờ vào một nền văn hóa sôi động, chi phí sinh hoạt thấp và thiên nhiên tuyệt đẹp ở xung quanh. Những người đã chuyển đến Tulsa qua chương trình này chia sẻ rằng họ đã có những trải nghiệm tích cực về cuộc sống mới, từ việc tìm được công việc mơ ước đến việc hòa nhập vào cộng đồng địa phương thân thiện. Thành phố Baltimore ở bang Maryland, Mỹ cũng có chính sách trả tiền cho dân ở bằng cách cấp cho các dư dân mới khoảng 10.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, họ cũng được tặng thêm 5.000 đô la Mỹ khi mua nhà tại bất kỳ địa điểm nào ở thành phố này. Trong khi đó, New Haven, thành phố ven biển ở bang Connecticut, có một chương trình hỗ trợ cư dân mới đến tới 80.000 đô la Mỹ để sửa chữa nhà ở của họ. Thêm nữa, thành phố còn miễn phí học đại học cho các học sinh tốt nghiệp trường công lập cũng như là các suất học bổng hàng năm. Tương tự, tại thị trấn nhỏ mang tên Harmony ở bang Minnesota, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ chi phí xây dựng lên đến 12.000 đô cho các cư dân xây dựng nhà mới. Ngoài ra, cư dân còn được tham quan miễn phí một trong các hang động lớn nhất tại bang Minnesota. Cùng với bang Minnesota, thành phố New Richland cũng cho phép bạn có thể sinh sống tại một cộng đồng dân cư gần hồ, lối đạp xe và sân golf hoàn toàn miễn phí. Mặc dù vậy thì bang Minnesota chỉ cấp đất miễn phí cho cư dân mới nếu họ đồng ý xây nhà trong vòng 1 năm. Bên cạnh những thành phố nêu trên, Alaska cũng có rất nhiều chính sách khuyến khích người dân đến ở. Và đây có lẽ là ví dụ điển hình nhất về một thành phố, bang hào phóng nhất với công dân. Từ năm 1976, Alaska đã trả tiền cho các công dân của mình tới đây sinh sống thông qua quỹ dự trữ thường trực. Những khoản tiền này do công ty dầu mỏ Alaska ủng hộ và được phân chia đồng đều cho các công dân. Số tiền mà công dân Alaska nhận được trong nhiều năm qua không đồng đều, trong đó mức thấp nhất là 331,29 đô một người vào năm 1984 và cao nhất là 3.269 đô một người vào năm 2008. Tuy nhiên, mức trung bình là 1.250 đô la Mỹ. Thứ hai, Abingdon, Thụy Sĩ. Nếu bạn yêu thích cuộc sống thanh bình giữa thiên nhiên, Abingdon ở Thụy Sĩ là lựa chọn hoàn hảo để bạn cân nhắc cho việc di rời nơi ở của mình. Vào năm 2023, chính quyền thị trấn Abingdon, bang Vilas đã đề nghị trả cho các gia đình hơn 60.000 đô la Mỹ chỉ để mời họ chuyển đến ngôi làng miền núi tuyệt đẹp này sinh sống. Nơi đây nằm ở trên sườn núi có độ cao 1.300m so với mực nước biển. Những ngôi nhà gỗ truyền thống ở khu này có tầm nhìn hướng thẳng giữa những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Tuy nhiên, ngôi làng nhỏ tuyệt đẹp này đã bị đe dọa tuyệt chủng khi ngày càng có nhiều cư dân rời khỏi ngôi làng đẹp như tranh vẽ để đến các thành phố xung quanh sinh sống do thiếu việc làm. Và cuối năm 2020, ngôi làng chỉ có 243 dân cư. Trước đó, vào năm 2018, kế hoạch chi tiền để thu hút người đến ở đã được đưa ra nhằm đảo ngược xu hướng người dân rời khỏi thị trấn nhưng đã thất bại. Mặc dù thỏa thuận chi hơn 60.000 đô để kêu gọi mọi người chuyển đến ở tại một trong những địa điểm đẹp nhất thế giới,
Nhưng chính quyền thị trấn cũng có một số yêu cầu như là ưu tiên những người dưới 45 tuổi đến cư trú và phải là công dân Thụy Sĩ có giấy phép cư trú. Nếu là công dân của một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu hoặc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu hoặc từ Mỹ hay Canada, bạn có thể nhận được giấy phép cư trú sau khi sống ở Thụy Sĩ trong vòng 5 năm. Khi đáp ứng được đủ điều kiện đến đây, người đến sẽ được sống trong một ngôi nhà trị giá ít nhất là 200.000 franc Thụy Sĩ, là khoảng 5 tỷ đồng, và phải sống ở Abingdon trong 10 năm. Nếu ai rời khỏi thị trấn xinh đẹp trước khi thời hạn, thì sẽ phải trả lại khoản thanh toán 60.000 đô la Mỹ. Thứ ba, những thành phố thuộc vùng ngoại ô Italia. Không chỉ có Mỹ và Thụy Sĩ đâu, nhiều ngôi làng ở Italia cũng đang tung ra các chương trình hỗ trợ hấp dẫn để thu hút cư dân mới. Từ tặng nhà miễn phí đến trả tiền hàng tháng, các ngôi làng này đang nỗ lực hồi sinh cộng đồng và bảo tồn di sản văn hóa. Ví dụ điển hình là Precise Aquarica, một ngôi làng ở Puglia, đã đưa ra chương trình hỗ trợ 30.000 euro cho những người mua và cải tạo những ngôi nhà cũ trong làng. Santo Stefano di Cesanio, một ngôi làng ở thời Trung Cổ ở Abruzzo, lại cung cấp các khoản trợ cấp hàng tháng cho những người chuyển đến và bắt đầu kinh doanh tại đây. Hay như là Locana, ngôi làng nhỏ nằm tại khu vực Piedmont tại Tây Bắc Italia, giáp biên giới Pháp và Thụy Sĩ, đã đưa ra chính sách rằng nếu bạn chuyển đến đây cùng gia đình, bạn sẽ nhận được 10.000 đô trong vòng 3 năm. Tuy nhiên điều kiện bạn phải đáp ứng là có con cái và mức lương tối thiểu 7.000 đô một năm. Thứ 7, bất kỳ thành phố nào tại bang Saskatchewan, Canada. Nếu bạn vừa tốt nghiệp đại học, tỉnh Saskatchewan là địa điểm lý tưởng để bắt đầu một công việc. Bởi vì chính quyền ở đây miễn thuế thu nhập cho người mới đi làm lên tới 15.000 đô. Trong một nỗ lực thu hút nhiều nhân tài hơn nữa, Saskatchewan đã cấp cho người Canada và người nhập cư 20.000 đô để sinh sống và làm việc trong thành phố là 7 năm. Chương trình giữ lại người có bằng cấp trước kia chỉ là một chương trình trả học phí cho người bản xứ, nhưng đã được mở rộng vào năm 2008 để thu hút những người có trình độ từ khắp nơi trên thế giới. Khoản tiền thưởng 20.000 đô la Mỹ được chi trả hàng năm sau khi bạn kê khai thuế. Thứ 5, làng Mishima, Nhật Bản. Mishima là một ngôi làng thuộc huyện Kagoshima, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, nơi diễn ra vụ núi lửa siêu phun trào cách đây 7.300 năm trước. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, dân số ước tính của làng là 405 người và mật độ dân số là 13 người trên 1 km vuông. Do đó, việc gia tăng số lượng người dân định cư luôn là vấn đề cấp bách của chính quyền nơi đây. Ngôi làng này có nhiều chính sách ưu đãi dành cho cư dân mới, bao gồm 900 đô la Mỹ để chi trả phí di chuyển. Các gia đình sẽ nhận thêm 180 đô để khi sinh con đầu tiên. Những người độc thân sẽ được nhận khoảng 750 đô và thậm chí được chi trả cho một số cuộc hẹn hò. Điều đặc biệt nhất là mỗi người được nhận một con bò nữa. Nhìn chung thì những chương trình khuyến khích cư dân từ các thành phố trên không chỉ mang lại lợi ích cho người mới đến, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của các địa phương. Đồng thời nó cũng giúp duy trì sự đa dạng văn hóa và cảnh quan, tạo nên những điểm đến du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, việc chuyển đến một nơi mới không phải là quyết định dễ dàng. Có nhiều yếu tố cần được xem xét, từ việc làm đến nhà ở và văn hóa cũng như là lối sống. Và đó là toàn bộ thông tin về những thành phố trả tiền để người dân đến sống. Còn bạn biết thêm thông tin gì về những địa điểm hào phóng này hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình trước khi rời đi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.